Cô gái bị rơi xuống hồ băng 30 độ, đóng băng cơ thể suốt 6 tiếng và sự hồi sinh thần kỳ. Cô gái rơi xuống hồ băng âm 30 độ và bất tỉnh, da bị đóng băng, nhưng mọi chuyện không đi theo kịch bản mà số đông nghĩ ra. Có những câu chuyện không đi theo quỹ đạo nhân sinh, càng khiến các nhà khoa học không thể lý giải. Jean Hilliard là một ví dụ kinh điển. Tháng 12 năm 1980, Jean Hilliard, 19 tuổi đang sống ở một thị trấn nhỏ lanh lì, Minnesota, Mỹ vào một buổi tối định mệnh. Jean đã lái xe của bố đi chơi cùng bạn bè, rồi trở về nhà lúc nửa đêm, nhiệt độ ngoài trời lúc đó rơi vào khoảng 30 độ C. Chiếc xe của bố Jean đang chạy trên đường tuyết trơn trượt, thì rơi xuống một con mương. Thoát khỏi chiếc xe một cách kỳ diệu, cô bước ra ngoài và đi đến nhà của một người bạn tên Wally Nelson, cách nơi đây chỉ 3 km để cầu cứu. Thế nhưng, nhà của Wally dường như xa hơn Jean nghĩ, khiến cô dần cảm thấy tuyệt vọng, Jean ngất đi dưới cái lạnh chết người. Jean nhớ lại, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy ánh sáng, cơ thể lạnh toát, tôi đã ngất lịm và không biết gì cho đến khi. 7 tiếng sau, Wally đã tìm được Jean cách nhà anh hơn 4 mét. Khi tìm thấy Jean, Wally nghĩ bạn mình đã chết. Sáng hôm đó, Jean được đưa đến bệnh viện gần nhất ở Foston và các bác sĩ đã lắc đầu. Da của Jean đóng băng cứng đến nỗi họ không thể đâm kim tiêm vào. Ngay khi vừa chạm vào làn da kia, kim tiêm đã gãy. Nhiệt kế cũng không thể đo được nhiệt độ cơ thể đang xuống rất thấp của Jean. Cơ thể Jean đông cứng như tấm ván. Bong bóng tràn ra từ mũi cô, khuôn mặt của cô xám xịt trong khi đôi mắt mở to chẳng có chút phản ứng với sự thay đổi của ánh sáng. Mọi nỗ lực đều thất bại, cuối cùng các nhân viên y tế quyết sưởi ấm cho cô. Nhịp đập của Jean trở lại, dù còn rất yếu, chỉ khoảng 12 nhịp trên phút. Bác sĩ George Saber kể lại giây phút kỳ lạ. Tôi nghĩ cô ấy đã chết, nhưng sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng thúc thích rất nhỏ. Chúng tôi biết rằng cô ấy vẫn còn sống. Trừ hôm đó, Jean tỉnh dậy với những cơn co thắt. Cô đã có thể nói chuyện bình thường trở lại, vẫn lo lắng rằng bố sẽ tức giận khi cô phá hỏng chiếc xe của ông. Đối với Jean, mọi chuyện chỉ đơn giản như một giấc ngủ, nhưng đối với tất cả mọi người còn lại, sự sống sót của cô chính là phép màu. Sau khi gần như trở lại từ cõi chết, Jean sống cuộc đời như người bình thường. Thế nhưng, người phụ nữ này không bao giờ đi trên con đường đầy băng ấy vào ban đêm thêm một lần nào nữa. Câu chuyện đóng băng 6 tiếng rồi sống sót trở lại bình thường của Jean đã trở nên vô cùng nổi tiếng trên khắp nước Mỹ, và vẫn là bí ẩn lớn nhất của giới y khoa thế giới. Khi cơ thể con người trở nên quá lạnh, máu sẽ lưu thông chậm lại giống như một con gấu đang ngủ đông. Thời điểm đó, cơ thể con người không cần quá nhiều oxy. Y học hiện đại thường sử dụng thiết bị đặc biệt để làm ấm máu của bệnh nhân trước khi truyền nó trở lại cơ thể người. Lượng máu đó sẽ giúp làm nóng các cơ quan nội tạng. Hiện nay, các bác sĩ vẫn tiếp tục tìm hiểu nhiều thông tin về các trường hợp ngủ đông tương tự. Không chỉ để cứu tính mạng của bệnh nhân, mà còn để phục sinh những người đã chết ở một thế giới tương lai. Nguyên Anh, nguồn Life Science.